cầu của nhiều người thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đàn bài xin lỗi của Nguyên Hà nhé. Bài này viết ở giọng La Thứ. Mình sẽ không có thăng và có dáng gì hết, nhưng thỉnh thoảng trong bài sẽ xuất hiện một số nốt dấu hóa bất thường nha các bạn. Ok, mình đi câu intro trước nha. Bây giờ mình sẽ đi hợp âm La Thứ. Mi thứ bát son thì các bạn sẽ đánh như này nhé. Son, mi, son, si. Và pha trưởng các bạn chạy cho mình pha, đô, pha, la, đô, pha. Câu số 2 cũng theo vòng hợp âm đó. La Thứ. Son bát mi. Sorry, mi bát son. Mi bát son có nghĩa là mình sẽ đánh hợp âm son trước rồi mình mới đánh hợp âm mi thứ sau ha. Và pha mình cũng chạy như vậy. Mình ghép nhá. Đô đi với la luôn. Si xong các bạn mới đánh hợp âm. La các bạn chạy pha. Rồi các bạn nối vô đây. La si đô mi rê mi đô si bùm mi rê mi si la 1 2 3 4 5 6. Vậy là mình được nửa của câu intro. Nửa câu tiếp theo mình sẽ đàn rê mi fa la son la fa mi la son la mi rê la. Rê mi pha các bạn đi với rê thứ. Cũng 4 nốt luôn. Fa mi la thứ. Rê thăng các bạn đi với hợp âm rê bát pha thăng. Rê bát pha thăng có nghĩa mình đánh pha thăng trước rồi mình mới đánh hợp âm rê. Ha. Rồi la la đi với mi số 4. Mi số 4 là mi, si, mi, la, son. Rồi bây giờ mình ghép chậm nha. 3 câu luôn. Mi bát son. Chạy pha 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó mới đánh tiếp. Câu tiếp theo rê mi pha đi với rê. Rê thang đi với pha thang tay trái. La la son. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần phiên khúc. Si đô si la mi son 2 3 4 son la son fa đô son. Câu trước nha các bạn. Xếp nhạc này thì nó viết ở trên cao này, nhưng mà mình có thể đàn lần 1 ở thấp rồi xíu lần 2 mình lên cao cho nó khác biệt. Tay trái mình sẽ đi với La Thứ. Si đô là mình đi với La Thứ nhé.
Si do si la mi son. Sau các bạn mới đi với mi thứ. Son la đi với ba chữ. Son la son fa do son. Xong mới đánh đồ mi. Mi fa mi re la. Re đi với fa thăng re. Đây là hợp âm re bát fa thăng lại. Rồi cái si này các bạn thấy rằng fa fa la la si. Son thăng đi với mi trưởng. Vậy là mình sẽ có hợp âm la thứ, mi thứ, fa trưởng, đô trưởng, re thứ, re bát fa thăng, si trưởng, si fa thăng la, mi trưởng. Bây giờ mình ghép chậm nha. Si đô si la mi son một hai ba bốn son la son fa đô son mi hai ba bốn mi fa mi re la la fa hai ba bốn fa fa la la si son. Vậy là mình được nửa câu rồi, và nửa câu sau nó tương tự như vậy. Nhưng mà các bạn có thể lên trên này đàn. Si do si la mi. Chạy mi cho mình. Son la đi với pha trưởng. Son mi đô trưởng. Câu này khác này. Mi fa mi re la si. Si do si la. Nửa sau sẽ khác một ít. Bây giờ mình sẽ đàn nửa sau ha. Chạy mi. Son si mi. Son la đi với pha trưởng. Son đi với đô. Mi fa đi với re. Si đi với mi. Si đô si la đi với la. Mình kéo cái la này là mi la đô mi la đô mi la luôn. Rồi mình ghép toàn bộ phiên khúc 1 và 2 luôn nha các bạn. Khúc 1 đánh ở đây. Mi thứ. Fa trưởng. Đô trưởng. Rê thứ. Chạy làm sao để mình nối qua điệp khúc luôn. Điệp khúc nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đô, mi, si. Mi, la. Đô, son. La, fa, mi, mi, re, mi. Fa, la, re. La, si, si, re, si. Re, 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 mi, si. 2, 3, dụ. Chậm một lần nữa nha. Đô, mi, si. Mi la, đô son, đô fa, la fa, mi mi re mi, hai ba bốn, fa la re la si, si re si, re 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 mi si. Đó là nửa đầu của điệp khúc. Bây giờ mình sẽ đổi kiểu đệm bằng cách là mình đang nhảy bass. Ta ta da, ta 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 ta. Mi thứ, la thì mình sẽ nhảy la lên đây. La đô mi. Mi thứ, mi nhảy lên mi sơn si. Fa trưởng nhảy lên fa la đô. Đô trưởng. Đô mi son. Rê thứ. Son bát si thì mình sẽ đánh si trước rồi mình mới nhảy son. Mi thứ. Rồi mi trưởng. Mi trưởng mình chạy ha. Mi son si mi. Rồi bây giờ mình ghép chậm nha. Đô đi với la nè. Đô mi si bấm mi la bấm mi đô son la fa mi mi bấm re mi bấm hai đô đánh riêng.
fa đi với rê. Fa la rê la si si rê si rê 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 mi si. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ha. Rê 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 mi si. Sau đây mọi người chỗ này sĩ nhạc nó bị sai cho nên mình sẽ sửa lại là mi này sẽ đánh mi trưởng nhé. Rê 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 mi, đặt 2 mi trưởng luôn. Rồi mình qua điệp khúc 2 nó sẽ là tương tự luôn á. Do mi si rê la do son la fa mi mi rê mi fa la rê la si si do si la. Chỉ có khác câu cuối thôi, còn lại thì na ná nhau. Bây giờ mình ghép đi hợp âm như vậy luôn. Vòng âm sẽ là la mi fa son. Đô đi với la. Mi. Bây giờ mình sẽ ghép phiên khúc 2. Đô đi với la. Fa trưởng. Đô trưởng. 2 3 4 fa đi với rê. Mi là trải ra cái câu cuối này, chỗ mi này mình có thể ngưng một xíu ha, đó là la rê la si 2 3 si đô si la, rồi mới kéo ra. Rồi bây giờ mình đàn phiên khúc 1 và phiên khúc 2 luôn nhé, tốc độ đúng nè. Cái câu đó mình phải nối thẳng với intro thì nó mới hay. Rồi bây giờ mình sẽ đàn lại từ đầu nha các bạn. Mình có sẽ có thêm nốt tay phải và các bạn chú ý nhé. Không
khi mà ghép hai tay á thì nó sẽ hơi bị khó một xíu bởi vì nhịp sao le nhiều, cho nên là mình cứ tập với hợp âm 3 nốt trước rồi mình tăng từ từ ha. Ok, chúc mọi người tập thành công. Nhớ like và subscribe kênh của mình để học piano mỗi ngày nhé. Tạm biệt mọi người.